Đầu vỡ rồi. Đây vừa kè. Rất đẹp. Đây là nắm suối các bạn nhé. Cái này đang đang xây đô thị. Đây là nắm dòng suối này, suối nhỏ nhỏ. Nắm dòng suối nó cho chảy ở hướng khác. Đây là máy xúc đang trộn giữa bê tông. Làm rất là đơn giản, máy hết rồi. Kèo trên tay các bạn, rất là vất vả. Ở đây có rất nhiều máy xúc các bạn, xa xa thì có một cái chỗ này ngày xưa chỉ là một ít ruộng và một đất bỏ hoang các bạn, ruộng và đất bỏ hoang. Nhưng bây giờ đã rất là đẹp các bạn, cùng đã người ta san phẳng hết. Máy máy xúc làm việc rất đơn giản, ngồi lái máy ấy. Bạn nào mà đã đi làm tự xây thì chắc biết tự vừa nó mệt như nào. Bây giờ đa số là thực hiện là bằng máy. Năm nữa thôi các bạn ạ, là ở đây thì rất là khác. Nó đẹp hơn rất là nhiều, xây dựng lên đẹp. Tay với cả từng này bê tông rất là lâu các bạn ạ, quá lâu rồi. Máy xúc còn nhấc cả lên nữa. Ừ.
Đấy, sau khi trộn xong thì cũng là di chuyển luôn bằng máy, múc cho vào gầu đi luôn. Mang tới cái chỗ các anh chị đang xây rồi. Cục đá to, rất là to luôn. Xin hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo nha.